Tết nhất ế ẩm quá, anh em chả chịu qua Paradox mua hàng cho mình gì cả, ế quá. Thì ông ơi, quay lại đeo kính. Ôi giời, đéo ai nhìn bạn đâu. Ôi đéo ai nhìn bạn đâu. Vào cảnh à? Lại chăn thêm mấy em. Là rõ. Đùa tí thôi, sáng giờ khách qua đông quá, tư vấn sấy tóc cho khách mệt bới tai, vừa nghỉ được một tí. Còn chưa ăn trưa đây này. Và bên mình sẽ nghỉ Tết vào ngày 29 âm lịch là ngày bao nhiêu? Là ngày bao nhiêu dương? 29 âm lịch là bao nhiêu dương? Tức là bên mình sẽ làm việc hết ngày mùng 3 tháng 2 năm 2019. Nhưng mà khuyên các bạn là nếu như các bạn cần sắm sửa cho dịp Tết thì hãy nên qua sớm nhất có thể đi, vì đến ngày mùng 3 tháng 2 là ngày 29 âm thì có lẽ là rất khó để tìm shipper để ship cho các bạn. Chính vì thế nếu như bạn nào mà ở Hà Nội mà muốn có một cái Tết ấm no thì tốt nhất là qua Paradox Grooming ngay bây giờ đi. Đồng hồ Kernon Made in Việt Nam. Support your local brand. Đây nha. Anh em Paradox đều dùng hàng của Việt Nam nhé. Kernon. Kernon. Sai. Support your local brand. Chính vì thế các bạn cũng hãy qua support Paradox Grooming đi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi shopping một chút và tiện thể đi mua một cái điện thoại mới cho mẹ của mình. Tại vì thấy bảo là máy của mẹ mình bị chai pin rồi. Mẹ mình thì đang muốn mua cái con smartphone mới ra của Vin, con V-Smart gì đấy. Thì lát nữa mình sẽ đi xem một con đó thì cũng ok thôi. Support your local brand, cũng như cái cách mà các bạn đã ủng hộ Paradox Grooming của mình vậy. Bây giờ mình sẽ đi ủng hộ VinSmart. Anh ơi, cái bộ suit của em anh may xong chưa anh? Hôm đấy anh hẹn em ngày 26 là hôm nay đấy. Anh cứ check cho em, nếu mà xong rồi lát em chạy qua em lấy luôn. Đi lấy bộ suit nào. Bây giờ quay thoải mái mẹ đi. Sợ đéo với em, chơi đi em. Em sợ anh đông khách quá rồi. Là cái gì nhỉ? Anh để hỏi là... Em làm trên YouTube à? Trời. Đây anh Quân nhá, xin mãi mới cho quay ấy. Sợ đông khách quá là quay lên đông khách quá là không làm được. Phải quay đông khách quá sợ thật đấy chứ đúng không? Sợ mà Tết nhất rồi. Có lại em đăng lên ông đến đây may chết. Bây giờ nghỉ ở đâu? Này, này, này. Con này hết hết pin hay sao ấy? Không, nó tối nhưng mà nó vẫn quay đấy. Trái tim mình. Ok, hôm nay là một cái ngày đen đủi của mình. Bây giờ mình vừa về đến nhà xong. Nãy thì đi mua điện thoại thì lại không có cái màu mà mình thích. Thế là lại phải hẹn ship ở một cái cửa hàng khác đến Paradox Grooming. Xong rồi đi mua giày. Đi mua giày thì lại hết cái size của mình. À lúc nãy còn mặc nguyên cái bộ suit mới mua này để đi ship cho một bạn. Cuối cùng bạn dí nghe máy cho mình cái ship được cho bạn. Bạn lỡ lòng nào để Huy Quốc mặc nguyên một bộ suit như thế này đi ship mà bạn lại không nghe máy. Các bạn làm mình buồn quá. Nó ngày nào cũng ký sáp cho các bạn, cứ như là người nổi tiếng vậy. Phải mua cái bánh mì gặm đây này, khổ lắm. Không có tiền đâu, các bạn lại qua mua hàng ủng hộ đi. Support your local brand đi. Quý quốc còn phải gặp bánh mì thế này. Lâu rồi. Máy này là 6 triệu 200 bao nhiêu đấy nhỉ? 6290. 690 đang có ưu đãi gì đấy đúng không? Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình thì mình đã mang về chiếc V-Smart Active 1 cộng. Hiện tại đang là chiếc điện thoại smartphone của Việt Nam, của Vin. Và đây là cái phiên bản cao cấp nhất và đắt tiền nhất tính tới thời điểm hiện tại của V-Smart. Chiếc Active 1 cộng, vâng, mình đánh giá vỏ ngoài nó. Cái vỏ ngoài nó thiết kế nhìn khá là giống cái vỏ của iPhone. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra và xem là bên trong chúng ta có gì.
với chiếc V-Smart Active 1 cộng này. Và thiết kế rất đẹp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sang trọng, tiện nghi, rất khít, quá tuyệt vời. Và hiện tại Hair Serum ở Paradox vẫn đang được bán với giá là 230.000. Và các bạn hãy đến ngay đi, vì sắp chúng tôi sắp nghỉ Tết rồi. Đến ngay và sắm cho mình một chiếc Hair Serum để chơi Tết nha. Phải công nhận là cái thiết kế ngoại hình của V-Smart là cực kỳ đẹp. Đây là cái màu Gradient Blue, theo mình là cái màu đẹp nhất. Phía mặt trước thì thiết kế có cái tai thỏ nhìn rất giống iPhone X. Còn mặt sau thì là mặt kính nhìn rất là bóng, sang trọng, các bạn có thể soi gương được luôn. Nhưng mà đương nhiên cái mặt kính này thì mình cảm giác là cầm nó hơi trơn, nên nếu mà cầm không chắc thì có thể nó sẽ bị rơi. Hơn nữa là cái mặt kính này nó cũng in cái vân tay khá là nhiều, thì đấy là cái yếu điểm của cái mặt kính. Còn Active 1 cộng này thì nó có hai camera lồi, đương nhiên là để hỗ trợ xóa phông rồi. Còn về cấu hình thì với cái mức giá 6.3 triệu thì chúng ta có một cái cấu hình phải nói là tương đối là mạnh. Chúng ta có 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, và đương nhiên là có cả khe cắm thẻ nhớ nữa, để các bạn có thể cắm thêm những cái thẻ nhớ ngoài. Và đó, chúng ta có một chiếc smartphone giá rẻ với cái cấu hình rất là cao, thiết kế thì cực kỳ đẹp và bắt mắt, nhìn sang trọng. Còn về độ bền cũng như là những cái vấn đề có thể xảy ra thì phải dùng một thời gian chúng ta mới biết được. Ai order điện thoại nhỉ? Của chị hết 12 triệu, thanh toán luôn cho em nhé. 12, mua loại gì đây? Xịn nhất đấy. Đừng mua, như vậy bạn đã bảo 5 triệu đổ lại thôi đấy còn. Ui giời, mua thì mua cái xịn nè. Tội gì, dùng lâu dài. Đang thử nghiệm này. Thử nghiệm, thích mua cái khác. Mua lại đắt, dân đắt, đắt thì mẹ chỉ đừng tính. Cho sang người. Sếp là phải dùng điện thoại xịn. Người sang sẵn rồi. Người sang sẵn rồi. Ô con ơi, thế bây giờ như thế nào? Mở. Bông này đem này. Yeah. Xịn chưa? Đừng có đưa lên trên kia nhá. Đưa lên trên kia. Đừng có đưa lên nhà lên kia. Quần áo rách rưới cũng phải là. Xinh thì đưa lên, xấu thì thôi. Ai cho lên? Đừng có cho lên lằng nhằng. Cho cái điện thoại thôi, đừng có cho người ta lên tiền. Mày mua ship mà không đến xem, mày mua ship rồi. Ờ, con đến mùa rồi. À, đây à.